Bão số 5 được nhận định là cơn bão mạnh nhất từ đầu mùa bão năm 2020 với cường độ mạnh cấp 12 và giật cấp 14, gây ảnh hưởng trực tiếp cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Tại thành phố Đà Nẵng, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã tích cực triển khai nhiều biện pháp, tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ người dân di dời và đưa phương tiện vào các vị trí neo đậu tránh trú bão an toàn. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã triển khai hai tổ công tác phối hợp với chi cục thanh tra thủy sản, trực tiếp xuống tận các địa điểm được quy định làm nơi tránh trú bão cho các tàu bè, để hướng dẫn ngư dân có biện pháp neo đậu và đảm bảo an toàn. Bè trừ dìu vô đây để trú bão rồi có mấy anh giao thông đồ tới nhắc nhở bà con đồ giữ tài sản. Âu thuyền cảng cá Thọ Quang và sông Cổ Cò là hai địa điểm lớn được quy định để cho tàu thuyền đến neo đậu và tránh trú bão ở thành phố Đà Nẵng. Vì thế số lượng tàu thuyền tập trung về đây rất lớn. Cùng với các đơn vị của công an thành phố, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã tổ chức ứng trực 100% quân số, sẵn sàng triển khai hỗ trợ, cứu giúp nhân dân trong những tình thế cấp thiết, nhất là khi cơn bão số 5 được dự báo là cơn bão có diễn biến phức tạp. Đội cảnh sát giao thông đường thủy cử cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, hỗ trợ những người dân, những ngư dân, những tàu thuyền trên khu vực bến bãi đổ để đảm bảo được sự an toàn cho người dân. Đồng thời cần hỗ trợ của người dân thì lực lượng cảnh sát đường thủy sẽ hỗ trợ cùng phối hợp với các lực lượng khác. Cho đến thời điểm hiện tại, phần lớn các tàu thuyền lồng bè trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều đã được di chuyển đến nơi tránh trú bão và ổn định chằng néo, gia cố, hạn chế những thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra.